Sáng ngày 13 tháng 7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, đã khai về việc chi tiền cho cán bộ điều tra của vụ án để giúp chạy án cho cán bộ của doanh nghiệp. Theo hồ sơ, bị cáo Tuấn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc phạm vào tội môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 62 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, đưa để nhờ bị cáo Tuấn chạy án. Bị cáo Tuấn cho biết, trong lần đầu tiên đưa hối lộ, Hằng đưa cho Tuấn 100.000 đô la Mỹ và bị cáo Tuấn chuyển tiền cho Hưng. Lần thứ hai, Hằng đưa 150.000 đô la Mỹ để bị cáo Tuấn chuyển cho Hưng. Bị cáo Tuấn khẳng định, Hằng cứ chuyển tiền thì sau 1 đến 2 ngày, bị cáo Tuấn sẽ gọi Hưng đến để đưa tiền. Giữa tháng 4 năm 2022, Hưng nói rằng các điều tra viên tham gia đông phải dùng kinh phí để quan hệ, bồi dưỡng cho mọi người. Từ đó, bị cáo Tuấn chuyển lời nhắn này đến Hằng. Tối ngày 20 tháng 4, Hằng tiếp tục đưa 200.000 đô la Mỹ cho bị cáo Tuấn để chuyển tiếp đến Hưng. Từ tháng 4 đến khoảng tháng 9 năm 2020, theo lời khai của bị cáo Tuấn, bị cáo có 5 đến 6 lần chuyển cho Hoàng Văn Hưng, tổng số tiền khoảng 1,45 triệu đô la Mỹ. Khoảng đầu tháng 10 năm 2022, Hoàng Văn Hưng yêu cầu chuyển thêm 350.000 đô la Mỹ và thúc giục Hằng chuyển tiền sớm. Thời điểm đó, Hằng mới chuẩn bị được 250.000 đô la Mỹ, nên bị cáo Tuấn đã tự bỏ ra 100.000 đô la Mỹ của cá nhân để đưa cho điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Sáng ngày 13 tháng 7, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng và nhân dân đã khống chế được đám cháy rừng xảy ra ở địa bàn xã Thượng Tân Lộc. Đám cháy xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12 tháng 7, ở xóm Phúc Lộc, xã Thượng Tân Lộc và được chính quyền địa phương, nhân dân khống chế. Tuy nhiên, đến chiều và tối cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại. Do gió to, thời tiết khô hanh, địa hình phức tạp nên đám cháy lan rộng. Để dập lửa, nhiều đơn vị lực lượng đã được huy động với khoảng 700 người, gồm Lữ đoàn 414, Trường quân sự quân khu 4, Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm vùng 2, Công an tỉnh Nghệ An, nhân dân trong vùng. Đến 3 giờ sáng ngày 13 tháng 7, đám cháy đã được khống chế. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do vụ cháy gây ra. Sáng ngày 13 tháng 7, ông Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai bà cháu thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7. Lúc này, gia đình cụ bà 63 tuổi, trú phố Xuân Phú đang ngủ thì bất ngờ đám cháy phát ra từ tầng 1 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 3 người trong ngôi nhà ra ngoài. Tuy nhiên, cụ bà và người cháu 5 tuổi tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc chập điện trong khi đang sạc ắc quy xe điện. Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Vân, sinh năm 1987, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Nguyễn Thị Thúy Vân là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào năm 2022, do làm ăn thua lỗ, Vân đưa ra thông tin cần vay tiền với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng và sẽ trả lại trong thời hạn từ 3 ngày đến 2 tuần. Với thủ đoạn trên, Vân đã vay hai người dân ở địa phương với tổng số tiền 4,15 tỷ đồng. Sau khi vay được tiền, Vân không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng mà dùng vào việc trả nợ, dẫn đến không có khả năng chi trả. Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Thúy Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho hay đã tạm giữ hình sự hai đối tượng, gồm Võ Văn Quý, 29 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành và Lê Nhật Cường, 32 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 7, tổ tuần tra 108 Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện tại khách sạn trên địa bàn thành phố Rạch Giá có nhiều nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra thì bắt quả tang tại 3 phòng cho thuê ở tầng 5 của khách sạn có 23 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua xét nghiệm nhanh 23 đối tượng trên, kết quả đều dương tính với ma túy. Qua làm việc ban đầu, Cường và Quý thừa nhận số ma túy mà các con nghiện sử dụng tại các phòng của khách sạn là ma túy tổng hợp. Hai đối tượng đã tổ chức cho các bạn của mình thuê phòng khách sạn để cùng sử dụng. Ngày 13 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông về tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh và giáo viên tại các đơn vị trường học. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát, thực hiện nghiêm việc không công bố dữ liệu cá nhân của học sinh, người lao động trong công tác tại đơn vị dưới dạng danh sách file, Word, Excel, ảnh chụp, PDF khi chưa có sự đồng ý của cá nhân đó trên các môi trường điện tử, mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Các trường phải gỡ bỏ các file thông tin dữ liệu cá nhân của học sinh và giáo viên đã công bố trước đó. Song song đó, trường học ban hành quy chế về quản lý bảo mật dữ liệu cá nhân của học sinh, giáo viên, phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách giám sát, chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.